Giáo phận Cần Thơ thông báo rao các tiến chức phó tế. Tòa Giám mục Cần Thơ, số 12 Nguyễn Cãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cần Thơ ngày 26 tháng 10 năm 2021, lời rao phong chức phó tế. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần Thơ, quý thầy Đại chúng sinh khóa 16 thuộc Giáo phận Cần Thơ có tên dưới đây được gọi lên chức phó tế. 1. Thầy Doan Kim Phan Văn Dầu, số 6 La Cua, Hạt Cà Mau. 2. Thầy Doan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải, Tam Sóc, Hạt Sóc Trăng. 3. Thầy Gregorio Nguyễn Thành Nhân, Phụng Tường, Hạt Đại Hải. 4. Thầy Doan Bautista Nguyễn Văn Nhật, Mỹ Phước, Hạt Trà Lồng. 5. Thầy Anton Nguyễn Văn Tứ, Trà Cú, Hạt Trà Lồng. 6. Thầy Doan Bautista Nhan Nhật Trường, Tắc Sậy, Hạt Bạc Liêu. Xin Cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho quý thầy, nếu ai biết thầy nào có ngăn trở nhận lãnh chức thánh, vui lòng báo cho Linh Mục Chánh Sứ biết trước ngày 17 tháng 11 năm 2021. Tôi chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Tòa Giám mục Cần Thơ đã ấn ký. Giám mục Stefano Chi Biểu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.